Tối 5 tháng 9, ca sĩ Jack chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh MV Từ Đời Tôi Sinh Ra với sự góp mặt của siêu sao bóng đá Lionel Messi. Cụ thể, trong bài viết trên trang cá nhân, Jack khẳng định: "Tôi đã phải bỏ ra một kinh phí rất lớn để theo đuổi và thực hiện công việc và giấc mơ này. Hoàn toàn không có chuyện Jack đi ké như các tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội." Trước sự việc trên, báo Thanh Niên đã liên hệ doanh nhân Quốc Cường để xác minh thông tin. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện truyền thông của doanh nhân Quốc Cường cho biết: "Thật ra cái câu chuyện mà bạn ấy chi rất nhiều tiền ấy, thì cái rất nhiều đấy nó là bao nhiêu? Nhiều với người này nhưng có thể là ít với người khác. Cho nên rằng là bạn ấy bảo là bạn ấy chi rất nhiều, thì cái rất nhiều của bạn ấy nó là bao nhiêu? Nó phải có một con số. Nên chị sẽ không khẳng định được cái câu chuyện của bạn ấy rất nhiều được. Đấy, một cái con số mà ở trên mạng đang đưa ra nó là những cái sự dao động rất là lớn. Từ 5 tỷ đến 60 tỷ nó là một con số cực kỳ lớn. Thế nên ở đây bạn nói là rất lớn thì bạn ấy rất là mù mờ." Bên cạnh đó, bên dưới bài viết của doanh nhân về vụ việc Jack chi số tiền khủng để gặp nam cầu thủ Messi, nhiều người đã để lại bình luận cho rằng doanh nhân Quốc Cường đang cố tình trục lợi truyền thông từ hình ảnh của nam ca sĩ. Theo đó, một người bình luận: "Từ vụ này xong, doanh nhân này bắt đầu ghim các bài báo lên trang cá nhân vậy, mục đích gì? Nếu sử dụng hình ảnh trái phép thì sao MV của Jack không bị gỡ mà vẫn ở top 1 trending mấy ngày nay? Vì việc ghim bài báo từ drama kiểu vậy khác gì kiếm thêm fame đâu, dù có vài thông tin sai sự thật do chính doanh nhân Quốc Cường xác nhận mà không chịu nói rõ điểm sai là gì, thật là khó hiểu." Trước phản ứng của một số khán giả, bà Hà cho biết không quan tâm đến những bình luận ở dưới bài đăng. "Bọn chị chẳng quan tâm. Tại vì bọn chị là người làm doanh nghiệp, làm doanh nhân. Chị không quan tâm với câu chuyện khán giả đang comment theo cái chiều hướng suy nghĩ chủ quan của họ làm gì cả. Còn nếu mà cái người thông minh ý, thì người ta sẽ biết luôn câu trả lời. Đấy, chị nghĩ thế. Ở đây có nghĩa chị đang nói về khán giả nói chung. Nhưng cái người này ta thông minh, người ta sẽ biết luôn câu trả lời. Cho nên là bọn chị không bình luận và không trả lời tất cả những comment đấy, không quan tâm. Và bên chị đính lên để cho mọi người đọc thôi. Mọi người đọc được là, và mọi người sẽ tự phải có những cái câu trả lời cho những cái bài báo đấy, để tự mình phải xác nhận thông tin xem là thông tin là đúng hay là sai. Chị có thấy rất là nhiều người comment nói về cái việc đính link bài báo, nhưng mà chị thấy nó cũng buồn cười nên là bọn chị cũng không trả lời. Thế nhưng mà bên chị cũng không quan tâm, vì thật ra thì quan điểm của mỗi một người rất là khác nhau với bất kỳ một cái sự vật hiện tượng nào, về một sự việc nào, đúng không? Cái câu chuyện là khi mà một ai đó post lên một cái bài ở trên trang cá nhân của mình, thì cái người ủng hộ mình, người ta sẽ comment vào đấy nhiều hơn, rất là nhiều. Thế cho nên là chị nghĩ là những cái comment đấy thì bọn chị cũng không quan tâm." Trước đó, sau khi Jack lên tiếng gửi lời xin lỗi đến các đơn vị tổ chức, cá nhân, trong đó có doanh nhân Quốc Cường vì đã xử lý chậm, gián tiếp làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhiều khán giả đã để lại nhiều bình luận thể hiện thái độ dè biểu và yêu cầu anh gỡ MV. Những ngày qua, phóng viên báo Thanh Niên đang cố gắng liên hệ phía ca sĩ Jack nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.